Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi rất là vui vì Chúa đang kéo nhiều người đàn ông tới với hội thánh. Xin lỗi, không phải là tôi hạ thấp phụ nữ. Nhưng mà, lắng nghe này, nhưng mà hiện tại trên thế giới này đang thiếu đàn ông. Bạn nói rằng tại sao lại mục sư nói như vậy? Tôi nói thiếu đàn ông, chứ không phải là thiếu nam giới. Xin Chúa ban phước cho trong gia đình cần có những người đàn ông, trong hội thánh cần có những người đàn ông, trong xã hội cần có những người đàn ông. Đàn ông là thế nào? Đàn ông khác với nam giới là làm sao? Đàn ông là những người mà họ sẵn sàng đứng vào đúng vị trí của mình và chịu trách nhiệm trên điều mà họ cần phải chịu trách nhiệm. Nam giới là những đứa bé trai, nó vẫn còn trẻ con, giống như Mama Sun vậy. Nó là con trai của mẹ, cái gì cũng chạy tới mách mẹ. Không, xin Chúa cho mỗi chúng ta đứng vào đúng vị trí của mình. Tôi kêu gọi những người đàn ông ở trong hội thánh này, mỗi một ngày Chúa Nhật, đừng chỉ để cho phụ nữ làm hết thảy mọi công việc. Hãy dành thời gian. Một tuần chúng ta chỉ có khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng từ lúc đầu cho tới kết thúc buổi nhóm. Hãy dành ra. Nếu như một ngày chúng ta bỏ một khoảng thời gian không nhỏ vào vệ sinh cá nhân, vào ăn uống, thì tại sao một tuần chỉ có 3 tiếng đồng hồ tới để thờ phượng Chúa mà đàn ông chúng ta lại không sắp xếp được? Bạn nói rằng tôi vội lắm, bận nhiều thứ lắm. Bạn ơi, một ngày chỉ có 24 tiếng, người nào cũng vậy à? Ước mơ, mỗi người đều được quyền ước mơ mà không phải trả tiền. Tại sao những người khác có thể dành được thời gian ra mà chúng ta lại không dành được thời gian? Bạn không vội khi xem những bộ phim, bạn không vội khi xem đá bóng, bạn không vội khi vào Facebook. Tại sao bạn lại vội vã và thiếu thời gian khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời? Hãy cầu nguyện cho đàn ông chúng tôi làm công việc Chúa ở trong hội thánh này nhiều hơn. Amen. Amen. Những người chị em hãy vỗ tay cảm ơn Ngài. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bài hát vừa rồi mà chúng ta hát có một cái điều đặc biệt. Có nhiều khi chúng ta vội hát quá mà không để ý những từ ngữ trong lời hát. Có nhiều khi mạch sống chúng ta quá là vội, bạn không chậm rãi lại để mà hưởng thụ cuộc sống. Bạn bỏ ra quá nhiều tiền để đi chỗ này chỗ kia để nghỉ mát, trong khi ngay ở ngoài vườn nhà bạn những bông hoa hồng đẹp như vậy, nhưng vì quá vội vàng cho nên chúng ta không hưởng thụ được cái vẻ đẹp của cuộc sống ban cho chúng ta mỗi một ngày. Nào, hãy chậm lại một chút nào, thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống sẽ sâu hơn. Bạn sẽ hút được những chất dinh dưỡng ở trong cuộc sống ngay bên cạnh đời sống của bạn. Amen anh chị em. Bạn có thể ngồi được một chỗ tập trung vào khoảng 40 phút được không? Là có nhiều khi chúng ta cứ bất ổn, chạy chỗ này nhảy chỗ kia. Tất nhiên có những việc bận thì tôi không thể trách được, nhưng mà chúng ta có thể kỷ luật được để mà ngồi tập trung. Dạ. Bài hát vừa rồi có thể bật lên lời bài hát đầu tiên. Nhìn nay kia khát khao dòng nước mát, như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng. Đừng vội hát, bạn hãy dừng lại để nhìn vào từng từ tại đây một. Vì mỗi một cái từ ở đây nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Khi bạn hiểu được đó thì bạn sẽ hát được từ lòng của mình mà không phải như một cái loa phóng thanh. Con nai, đặc biệt khi nó mang thai, nó có hai điều rất là quan trọng. Một là sự bảo vệ, hai là nước, chứ không phải chỉ là ăn nhé. Nai cần uống nước, nai cần sự bảo vệ. Và khi nó mang thai, nó không thể chạy được nếu con vật mà ăn thịt nó. Cho nên nó tới với nguồn nước mát, ở đó nó uống nước để mà thỏa mãn nhu cầu của nó. Rồi sau đó làm gì? Nai bước chân xuống dòng nước và đi ở dưới dòng nước đó. Mỗi lần nó bước đi, dấu vết của nai hoàn toàn được xóa. Nó được sự bảo vệ khi ở trong dòng nước. Nó được sự thỏa mãn khi nước mát tới với cơ thể của nó. Và lời bài hát nói rằng khi nhìn con nai cái đang mang chửa chạy tới dòng nước mát, ở đó có sự bảo vệ, ở đó có sự thỏa mãn cho nó, thì con không phải chỉ cần Ngài mà con thèm khát Ngài như vậy đó. Cần với thèm khát nó khác nhau. Bạn cần uống nước, bạn cần ăn, nhưng khi mà bạn khát nước không uống được là chết đấy, thì nó là một cái nhu cầu kiểu khác. Thật ra mỗi một lần hát bài hát này, bạn nhớ điều tôi vừa nói cho bạn, để mỗi một lần bạn hát, bạn nhớ lại ký ức của bạn những lúc chuẩn bị chết, mà khi kêu cầu Chúa Ngài cứu sống bạn,
thì bạn không thể hát một cách thờ ơ và giống như là một cái loa được. Bạn hát trong dòng nước mắt của bạn. Kẻ đang nói đấy, đội ơn Ngài chứ không phải biết ơn Ngài nữa. Nếu không có Ngài thì buổi sáng ngày hôm nay thằng con út của tôi 14 tuổi nhảy vào lòng tôi, không có bố, nó ôm nó và nói rằng ba yêu con được, vì tôi đã chết cách đây 5 năm trước rồi. Nếu Chúa mà không làm phép lạ để cho các mạch máu của tôi bị rách, nó liền trở lại, thì ngày hôm nay tôi không thể ôm ấp con tôi được. Bàn tay của tôi đã lạnh và thối ở dưới nấm mồ rồi. Bởi vì anh chị em ơi, hãy nhớ có một Đức Chúa Trời thật sự quyền năng. Điều mà có một lần Khổng Minh lừa tướng đối phương vào một thế trận chuẩn bị nổi lửa đốt, thì chuẩn bị thắng 100%, thì mưa từ trời đổ xuống. Khi nhìn thấy tướng và quân đối phương chạy thoát, ông ngước mắt lên trời. Một người cao nhân như vậy đó, ngước mắt lên trời nói rằng: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Và bắt đầu từ đó sự nghiệp của Khổng Minh đi xuống. Ông kêu lên: thành sự tại thiên, mà không biết thiên ở đâu. Có nhiều khi khổ, bạn kêu: ôi rồi ôi, có mắt hay không mà không thấy tôi khổ thế này à. Người ta kêu: ôi rồi ôi, mà không biết ông trời ở đâu. Cái khổ ở chỗ đó đấy, biết có ông trời mà không biết tìm ông ở chỗ nào. Nhưng rồi lịch sử nhân loại đã được chứng kiến 2000 năm trước, ông trời đã xuống trần gian trong hình hài của con người. Bởi vì nếu như vẫn là ông trời thì làm sao nói cho con người hiểu được. Tôi có con chó Oscar, nó chạy lông bông vừa rồi, đang nhớ ngày hôm nay phải trao cho người khác. Thầy ai đó vô tình mở nó ra, tôi nói: trở về chỗ ngồi, trở về cái chuồng của mày. Nó đâu có hiểu đâu, vì nó là chó. Thế ra phải túm nó tống vào trong kia thôi. Thế ra nếu như ông trời vẫn là ông trời thì con người không hiểu nổi. Chính vì vậy mà Ngài phải trở nên con người để giải nghĩa về chính Ngài cho chúng ta. Giê-xu đã sống lại từ cõi chết sau khi chết. Thiếu niên ơi, các con đang bận gì? Các con cười hay là hiểu cái gì mục sư giảng đúng không? Nhớ mang tai nghe, nhớ mang tai nghe. Là mục sư nói với các bậc phụ huynh rằng hãy từ từ, đừng ép các con, nhưng hãy nhắc nhở các con. Chúng ta có nhiều khi thả lỏng các con mình quá, nhưng khi mà nó phạm luật thì nó lại siết quá chặt. Từ thái cực này nhảy sang thái cực khác, chúng ta không nên như vậy. Cái gì cũng cần phải từ từ bẻ tay lái. Bẻ gấp một cái đó, nó lao sang bên kia là cũng nguy hiểm. Thật ra từ từ, thật ra mục sư động viên các con hãy đeo tai nghe vào. Biết các con hiểu tiếng Việt tốt lắm đấy, nhưng mà hãy đeo tai nghe để nghe cả hai thứ tiếng tốt hơn. Tôi đang nói cái gì nhỉ? Nói cái gì mà bị chuyển sang nói chuyện với các con? Ai nhắc cho tôi? Đấy đấy. Khi bắt đầu làm việc mới phát hiện ra mình 52 tuổi rồi. Anh Huy, vừa rồi tôi nói cái gì nhỉ? Ok, Chúa đã sống lại từ cõi chết để bộc lộ cho chúng ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Bạn có mang theo hộ chiếu không? Hay là bạn có hộ chiếu, sử dụng hộ chiếu không? Ở trong đó có ghi ngày sinh của bạn. Tất nhiên có quê quán. Bây giờ hộ chiếu mới không biết quê quán ở đâu. Có ngày sinh của bạn. Ngày sinh của bạn nó liên quan tới Giáng sinh của Ngài. Tôi sinh năm 1970. Có nghĩa là 1970 năm trước khi tôi xuống trần gian này. 1970 năm trước đó có một đấng đã giáng sinh. Dù bạn tin Chúa hay không tin Chúa, bạn là Phật giáo hay là Hồi giáo, bạn là vô thần hay là người tin Chúa, thì hộ chiếu của bạn đã nói cho bạn biết một sự liên hệ tới một đấng từ trời. Ngài đó là Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài. Đề tài này liên quan trực tiếp tới cuộc sống của mỗi chúng ta. Tôi biết có ai đang ngồi tại đây, tôi biết có ai đó nhìn tôi, gặp tôi, bắt tay tôi, ôm tôi và nở nụ cười rất là tươi. Nhưng nụ cười của bạn đang che bên trong của bạn một nỗi đau, đang che bên trong của bạn một nhu cầu, một nan đề mà không ai giúp được bạn. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn biết một điều, từ kinh nghiệm bản thân của tôi dựa trên lời Chúa. Chúa Giêsu của tôi và là của bạn nữa, là một đấng có và là đấng sống. Câu thánh kinh đầu tiên tôi muốn đưa cho bạn cùng đọc. Phao-lô đã nói về mối quan hệ của ông với Chúa và đạo tin lành. Đạo tin lành, đạo ở đây không phải là một tôn giáo tin lành, đạo đây là lời. Vì kinh thánh dịch ra họ sử dụng cái từ Hán Việt lẫn lộn, cho nên từ đạo ở đây hãy hiểu cho kỹ, không phải là một tôn giáo.
Tin Lành. Bởi vì có nhiều người theo tôn giáo Tin Lành, nhưng chúng ta không phải đi theo tôn giáo Tin Lành. Chúng ta tin Chúa Giêsu. Đứa con sau khi nó ghi ở trong lý lịch ở trường phổ thông, ghi tất cả mọi sự, còn riêng mục tôn giáo nào thì nó không ghi. Cô giáo hỏi, thế em không hiểu gì, bố mẹ em theo đạo gì? Đạo Phật thì ghi theo đạo Phật, đạo Tin Lành thì ghi theo đạo Tin Lành, đạo Hồi giáo ghi theo đạo Hồi giáo, bố mẹ em theo cái gì? Thằng bé nó nói rằng, thưa cô, em không biết bố mẹ em theo đạo gì, chỉ thấy họ nói rằng cả nhà mình theo Chúa Giêsu ạ. Thành ra bây giờ em biết ghi cái gì vào đấy? Không theo đạo. Và ở đây nói rằng, và lời Tin Lành nói về Chúa Giêsu đó mà chúng tôi đã giao truyền cho anh em không phải chỉ bằng lời nói thôi, không phải chỉ bằng lời nói suông, nhưng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Hãy nhắc lại cùng tôi từ tin quyết. Hãy nhắc to hơn từ tin quyết. Wow, từ tin quyết là quan trọng lắm. Nói thật đừng để cho vợ tôi nghe. Trước khi gặp vợ tôi đã tìm kiếm người làm vợ tương lai của mình. Và tôi có một cô người yêu, vợ tôi chắc không nghe thấy đâu, tên là Aksana, luật sư người Nga. Khi mà chúng tôi quyết định yêu nhau và tôi nói rằng anh yêu là cưới đấy nhá, chứ không phải yêu vớ vẩn đâu. Thành ra anh đã là mục sư, em là tín đồ người Ukraine, chúng ta sẽ cưới nhau. Và bạn biết không, khi mà yêu nhau như vậy, tôi hỏi người này hỏi người kia, mấy người tín đồ trong hội thánh có vợ người Nga, tôi hỏi thế nào, lấy người vợ Nga có gì phức tạp không, có khó khăn gì không? Tôi nhắn tin về nhà cho bố mẹ tôi, nói rằng bố ơi mẹ ơi, con tương lai sẽ lấy một người không phải dân tộc Việt Nam thì bố nghĩ sao sao? Bố tôi nói rằng da trắng, da tím, da đen, da đỏ, lấy hết miễn là gái. Ông ấy tưởng tôi, bố mẹ tôi tưởng tôi đi tu, miễn là cứ lấy vợ là thoát khỏi cái tin đồ rằng nó là thầy tu. Và vì sao tôi lại hỏi? Bởi vì ở bên trong tôi chưa có sự tin quyết. Rồi sau đó mối tình tan vỡ. 8 tháng sau tôi gặp được một người mà bây giờ là vợ của tôi. Bạn biết không, khi chúng tôi yêu nhau, tôi chả hỏi ai hết ạ. Tôi không nói chuyện gì với bố mẹ tôi hết ạ. Tôi không hỏi bất kỳ một người nào. Vì sâu thẳm ở trong lòng của tôi biết đây là người của tôi. Đến bây giờ bạn hỏi tôi rằng vì sao lại yêu cô ta? Tôi nói rằng cũng chả hiểu vì sao. Chỉ biết rằng tin quyết là yêu. Thế thôi. Còn yêu mà trả lời được thì không còn là yêu. Ôi tôi yêu vì cô xinh. Thì được, không phải yêu rồi. Đến già cô hết xinh thì là hết yêu. Yêu bởi vì cô giỏi. Đến lúc nào đó cô ấy hết giỏi thì làm sao? Yêu nó đến từ sự tin quyết từ bên trong này là của mình. Ở đây Phaolô nói rằng điều mà ông ta đi theo Chúa không phải chỉ bằng lời nói, không phải chỉ bằng sức mạnh phép lạ, không phải chỉ bằng sự tỏ ra của Đức Thánh Linh, mà còn một điều sức mạnh đặc biệt nữa. Bạn ơi, con người chúng ta sống trên đất này, một lý tưởng hay là một chân lý bạn đi theo, nếu không có điều cuối cùng là sự tin quyết, bạn sẽ làm nửa chừng. Bạn không sẵn sàng chết cho điều mà bạn tin. Có một câu nói mà tôi ở bên Nga dán ở trên chỗ bàn làm việc của tôi. Nếu mục đích cuộc sống của bạn, bạn không sẵn sàng chết vì nó, thì nó cũng không xứng đáng để bạn sống vì nó làm gì. Một mục đích mà bạn sẵn sàng chết cho mục đích đó, đó chính là sự tin quyết. Đi theo Chúa Giêsu của Phaolô là sự tin quyết kèm theo những điều phía trên. Bởi vậy cho nên bạn ơi, làm sao biết là sự tin quyết? Bởi vì chính Ngài đã bày tỏ cho ông biết được rằng đấng mắt thường không nhìn thấy, nhưng sự thật Ngài có tồn tại. Có nhiều người hỏi rằng Chúa không nhìn thấy bằng mắt thường làm sao tin? Vậy nó có hợp lý không? Làn sóng vô tuyến điện thoại bạn sử dụng đâu có nhìn thấy làn sóng. Tình yêu của bạn đối với con ai đo được bao nhiêu km? Lương tâm của bạn, sự hiểu biết của bạn đâu cần được bao nhiêu tả? Nhưng việc làm của nó, bạn biết được người này thông minh hay không thông minh, người này yêu hay không yêu, gió mạnh hay gió yếu phụ thuộc vào tác động của gió trên lá cây. Sự tin quyết nó quan trọng như vậy đó. Nào một câu tiếp theo, tôi đang muốn nói điều gì? Tôi đang muốn nói đặc biệt cho thanh thiếu niên. Bố mẹ các con có thể để lại cho con một gia tài, tiền bạc, nhà cửa, nhưng điều quan trọng hơn bao giờ hết, đó là cái chân lý mà họ đã gặp được, đó là Chúa Giêsu. Tôi nói với hai con trai của tôi rằng đấng đó đã làm phép lạ trong đời sống của ba. Ba muốn để lại cho các con đấng đó mới là điều quan trọng. Tài sản, nhà cửa,
Nếu con của tôi giỏi hơn tôi thì nó không cần cái đó tôi để lại. Nếu nó dốt hơn tôi và tội hơn tôi thì cái mà tôi để lại sẽ làm hỏng nó hơn. Điều quan trọng để lại cho nó, Chúa Giêsu mới là điều quan trọng. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, hôm nay, hôm qua là 2000 năm trước, hôm nay là bây giờ, cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi. Sẽ có lúc chồng không đến bên cạnh bạn nữa, sẽ có lúc vợ không còn bên cạnh bạn nữa, con cái sẽ có lúc lấy chồng lấy vợ rời khỏi bạn, cha mẹ sẽ có lúc đi rời khỏi bạn. Nhưng có một đấng luôn luôn đứng bên cạnh bạn, hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi. Nếu như bạn gặp gỡ được Ngài rồi thì Ngài sẽ ở cùng bạn mãi mãi và suốt đời. Một kẻ như tôi 30 năm đi theo Chúa, biết bao nhiêu phép lạ, biết bao nhiêu những khả năng mà trước đây tôi không có, nay Chúa ban cho tôi khả năng ăn nói từ một kẻ nói lắp bẩm sinh mà bây giờ trở thành một người có thể nói thẳng như vậy được. Bạn ơi, không hề dễ, nó không phải là bẩm sinh, bởi vì có một đấng ngày hôm qua làm phép lạ cho những kẻ câm ở xứ Do Thái, ngày hôm nay Ngài làm phép lạ trên kẻ câm Trần Mạnh Hùng này. Đấng đó ngày 2000 năm trước đã làm cho một cháu bé chết sống lại, thì ngày hôm nay năm 2017 một kẻ nằm ở bệnh viện chờ chết, Chúa đã đưa tôi ra khỏi giường bệnh và ngày hôm nay đứng trước mặt anh chị em. Nếu như đấng đó hôm qua hôm nay không thay đổi thì Ngài ở trong câu này nói rằng ngày mai Ngài vẫn y nguyên trong đời sống của bạn. Và hôm nay tôi muốn làm chứng cho bạn biết, đối với tôi, Giêsu là đấng có và đấng sống như thế nào. Để lời làm chứng của tôi nó đến từ sự tinh quyết trong lòng của tôi. Vì sao khi gặp Ngài tôi bỏ hết tất cả? Một sinh viên trường mỏ Moscow, tôi để lại đằng sau lưng hết thảy những điều gì mà người ta chờ đợi tại Việt Nam, vì tôi gặp được đấng đó tuyệt vời ra làm sao. Phóng viên ở Việt Nam năm 97 sang Moscow phỏng vấn tôi. Anh ấy hỏi tôi một câu hỏi: vì sao anh lại hầu việc Chúa Giêsu? Tôi trả lời rằng bởi vì Giêsu có và sống. Anh hỏi câu hỏi thứ hai: vì sao anh lại biết Giêsu có và sống? Tôi trả lời cho người đó rằng tôi biết Giêsu có và sống qua hai điều. Một, qua lịch sử. Anh và tôi không ai nhìn thấy Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. Tôi và anh không hề ai nhìn thấy Quang Trung cưỡi voi tiến thẳng ra Bắc trong một khoảng thời gian thật là ngắn để đánh thắng giặc ngoại xâm trước Tết. Nhưng lịch sử có nói về những câu chuyện như vậy. Lịch sử không giả dối. Lịch sử đòi hỏi chúng ta cần phải tiếp nhận. Giêsu có bởi vì lịch sử cũng nói về Ngài. Ngài xuất hiện 2000 năm trước, mà hộ chiếu của anh và tôi có ghi cái ngày sinh đó liên quan tới ngày Giáng sinh của Ngài. Ngài chết, ngôi mộ không còn xác ở trong đó nữa. Hallelujah. Nhưng tôi còn tin điều thứ hai là Giêsu sống. Không phải chỉ có. Nếu Ngài chỉ có thôi thì Ngài là một nhân vật lịch sử, một bài học lịch sử để chúng ta noi gương. Nhưng Chúa Giêsu của tôi là đấng sống nữa anh ạ. Sống qua điều gì? Qua kinh nghiệm thực tế của tôi với Ngài. Tôi kể cho anh ta nghe, và ngày hôm nay hãy lắng nghe câu chuyện của tôi để biết được tại sao cho đến chết tôi không bỏ Ngài. Đói đến mấy tôi không dám làm sai cái điều gì mà lương tâm của tôi trước mặt Chúa. Có vợ tôi, có các con tôi hiểu được điều tôi đang nói tại đây, bởi vì có một sự tin quyết. Nếu bạn chưa tin quyết Ngài là đấng sống bên cạnh đời sống của bạn thì ngày hôm nay hãy nghe câu chuyện của tôi không một chút giả dối. Tôi sang Nga du học năm 88. Điểm cao, nhà nước cử sang nước ngoài học để trở thành một kỹ sư mỏ. Năm 90 tôi gặp mẹ nuôi Ukraine, thành phố bây giờ đang bị bom đạn của Nga câu phá. Bà nói cho tôi về Chúa Giêsu. Bà nhận tôi làm con nuôi của bà. Bà rất là tốt. Thế cho tôi muốn làm một điều gì đó tốt với mẹ của tôi. Mua những đồ vật, mua những tặng phẩm. Bà tiếp nhận, cười, nhưng mà tôi nhìn thấy và hiểu được rằng bà không vui như điều cần phải có. Cuối cùng tôi suy nghĩ, làm sao để cho mẹ mình vui nhỉ? Tôi nhớ ra một điều: tin Chúa Giêsu vì mẹ thôi. Chứ còn ông Giêsu này tôn giáo vớ vẩn. Tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân. Chứ còn những người mà giỏi như mình, những người trẻ như mình,
những người có tiềm năng như mình, những người mà bố mình dạy rằng đừng tin vào ai, hãy tin vào năng lực của bản thân, thì tôi gì phải đi theo tôn giáo nào. Thật ra chỉ vì mẹ của tôi đã có một chương trình là ngày phục sinh tháng 4 năm 92, lúc đó tôi 21 tuổi rưỡi, sẽ lên trước hội thánh của bà và giả vờ tin Chúa Giêsu cho mẹ của mình vui. Ngày đó tôi lên trước hội thánh, không phải giống như các thanh niên đây nghiêm túc đâu, tôi giả vờ chỉ để cho mẹ mình vui thôi, và 10 ngày về phép với mẹ, sau đó trở lại Moscow học, sẽ sống lại như gì mình muốn. Tôi lên trên đó cũng nói tất cả những gì mà họ hướng dẫn tôi, nhưng mà thực sự trong lòng tôi vừa nói vừa nhìn xem phía dưới mẹ mình ở đâu, thấy sướng chưa, tin Chúa rồi đấy nhá. Và tôi nhớ lại nhiều người đàn bà dưới đó khóc, thấy tôi bước lên tin Chúa Giêsu họ khóc ầm lên. Tôi ôm miệng cười bảo nếu Chúa có thật nhá, biết tôi nói dối mà sao họ bị lừa nhỉ, chắc chắn là không có Chúa rồi, Chúa nào mà để tôi nói dối mà không trừng phạt. Tôi đứng ở đó tuyên xưng xong, về với mẹ, sống tại nơi đó ngày thứ ba. Lắng nghe này, ngày thứ ba, bỗng nhiên lòng của tôi thấy có một điều gì đó không ổn. Tôi tự nhiên có suy nghĩ rằng, lừa ai thì lừa, tại sao lại về đây lừa mẹ của mình? Thế cho bây giờ, phải làm một quyết định, tìm hiểu bằng được xem, Giêsu có sống lại từ cõi chết như người ta nói hay không? Nếu như ông sống lại thật từ cõi chết thì phải đi theo ông ấy, kiếm đâu ra được một người mà sống từ cõi chết mà sống đến bây giờ. Điều thứ hai, trong khi tìm kiếm mà biết rằng chả có chuyện này, thì như vậy đây là một cái đạo lừa đảo lớn nhất trên thế giới. Người đầu tiên mình cần phải cứu là mẹ mình ra khỏi cái đạo lừa đảo này, hay không? Một cái lý luận rất là đặc biệt của Trần Mạnh Hùng tuổi 21 tuổi rưỡi. Tôi quỳ gối trong cái phòng mà mẹ tôi cho tôi ở tại nơi đó, mẹ nuôi mà, tại River Rock, cầu nguyện. Hồi đó tôi chưa biết cầu nguyện một tiếng Việt. Tôi cầu nguyện như sau: Giêsu, tôi biết ông không có thật, ông chỉ như chuyện cổ tích hay hoang đường người ta dựng ông lên thôi, nhưng nếu ông sống lại từ cõi chết thì ông đang ở trong căn phòng này, tôi không thấy ông nhưng ông thấy tôi. Hãy trả lời tôi 3 câu hỏi. Tôi hứa với ông rằng khi tôi nhận được 3 câu trả lời này, tôi dâng đời sống của tôi cho ông và giao truyền danh của ông cho tới ngày chết. Kinh không? Chả biết mình cầu nguyện cái lời cầu nguyện nguy hiểm như vậy. Và sau khi cầu nguyện xong, tôi suy nghĩ câu thứ nhất là câu gì nhỉ? Tôi sống một cuộc sống rất là xấu xa trước đó. Sau khi mẹ tôi thấy tôi lên tin Chúa Giêsu rồi, bà nói rằng: Hùng, à Trần, bây giờ tin Chúa rồi con à, con muốn hạnh phúc trong gia đình nhá, con phải lấy cái người nào cùng đức tin như con. Và lúc đó tôi bắt đầu sợ. Bạn biết tôi sợ cái gì không? Tôi sợ là cô đơn cả đời. Bởi vì đâu có người nào giống như ở đây đâu, Việt Nam đâu có đâu. Thế là câu hỏi thứ nhất của tôi: Giêsu, tôi biết ở Việt Nam có những người theo đạo Công giáo, nhưng mà những người tin Chúa như ở đây này cũng lấy vợ lấy chồng, vì tôi không thể mà không lấy vợ được, tôi không thể làm linh mục được. Thế là tôi phải có một người bình thường như ở đây, có ở Việt Nam không? Nếu có cho tôi xin địa chỉ. Chỉ cầu nguyện một mình trong phòng, không ai nghe thấy, lắng nghe, không ai nghe thấy, chỉ có tôi với đấng đó thôi. 2 tuần sau, mẹ tôi nói rằng: Trần, có một cặp vợ chồng người Mỹ đến trung tâm sân vận động của thành phố này giảng. Mẹ con mình cùng nhau tới đó. Đầu tháng 5, tôi nhớ cùng mẹ tôi dưới cái ô trời mưa, tới cái sân vận động đó, người ta bỏ chạy về vì trời mưa. Tôi bảo: Mẹ ơi, về đi, sao khổ thế? Nghe cái gì, hát thì không thấy hát, mà mưa như vậy. Mẹ tôi nói: Con cố gắng ở lại, có thể con nhận được điều gì đó. Mưa tạnh, người ta bỏ về gần hết rồi. Có nhiều người còn lại ở phía trên. Ông mục sư người Mỹ cùng với vợ bước lên trên cái sân khấu. Ông nói một câu nói rằng: Cảm ơn Chúa vì hôm nay trời mưa. Những người nào ở lại trên sân vận động này sẽ nhận được điều mà bạn cầu xin. Tôi nghe xong nói rằng: Đúng là hội truyền đạo, lưỡi không xương, nói kiểu gì cũng được. Trời mưa thì tạ ơn Chúa trời mưa, nắng thì tạ ơn Chúa trời nắng. Ông nói câu sau mới là câu hay. Ông nói rằng: Tôi và vợ tôi 1 tháng trước ở Việt Nam, và những người tin Chúa tại Việt Nam biết chúng tôi sẽ tới thành phố này, họ gửi lời chào tới anh chị em tại Ukraine và đứng dậy cầu nguyện cho họ. Tôi nghe thấy từ Việt Nam, bắt đầu một điều gì đó thay đổi trong lòng của tôi. Wow, tại sao lại thế nhỉ? Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy nhỉ? Kết thúc bài giảng, tôi lại gần ông đó và nói chuyện qua phiên dịch. Ông nói rằng:
Cậu Việt Nam à? Mà vâng, tôi là người Việt Nam đấy. Việt Nam nó có ở đây à? Vâng, tôi là người Việt Nam đấy. Ông rút ở trong ví của ông ra một cái card visit, một cái card địa chỉ của một hội thánh tại Sài Gòn. Đây, hãy liên hệ với những người tin Chúa tại Việt Nam. Tôi nhận cái card visit đó, về đến nhà với mẹ nuôi, tôi bảo wow, đây thật hay là giả? Đây là chuyện cổ tích hay là có thật nhỉ? Giê-xu có thật không nhỉ? Tại sao lại có câu trả lời này nhỉ? Mình cũng xin và có xin địa chỉ nữa, bây giờ có trong tay này. Tôi lao về giờ quyển Thánh Kinh tiếng Nga. Thánh Kinh tiếng Nga, tôi nghĩ rằng đó là một quyển sách muốn hiểu ở giữa phải đọc từ đầu. Tôi giờ Cựu Ước ra đọc không hiểu. Hỏi mẹ tôi nói rằng hãy đọc Tân Ước đầu tiên. Tôi giờ Tân Ước ra đọc, thấy ông này đẻ ra ông kia, những 42 ông đẻ ra nhau. Tôi bảo mẹ ơi, cái quyền này con không thể hiểu nổi, nó không phải là quyền của con người. Tại sao toàn đàn ông đẻ ra đàn ông? Mẹ tôi bảo thôi con ơi, những câu hỏi của con ấy chả ai trả lời được. Thôi, mày xin Chúa quyển Thánh Kinh Tân Ước bằng tiếng Việt đi. Câu hỏi thứ hai của tôi, tôi vào trong căn phòng của tôi quỳ gối. Giê-xu, nếu như ông sống lại từ cõi chết, câu hỏi thứ hai của tôi, hãy cho tôi một quyển Kinh Thánh Tân Ước bằng tiếng Việt. Một tháng rưỡi sau, được thông tin từ Moscow có chuẩn bị cho đại hội Billy Graham sang giảng tại Moscow, tôi dẫn đoàn từ Ukraine lên Moscow. Tôi gặp cái người mà chịu trách nhiệm trên đại hội đó, nói mục sư Victor Agam, hãy cho tôi một quyển Thánh Kinh Tân Ước bằng tiếng Việt. Ông nói rằng chúng tôi không có tiếng Việt, chỉ có tiếng Nga và tiếng Anh thôi. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng ồ, có thể cái gì mình đang đi theo đây, đang thử đây là chuyện vớ vẩn. Lần trước là tình cờ, trùng hợp, và chẳng may nó trùng hợp thôi. Tôi về khách sạn mà người ta cho tôi cái phòng đó, quỳ gối để chia tay cái cuộc thử này. Tôi quỳ gối nói rằng Giê-xu, chả nhẽ ông tiếc với tôi một quyển Thánh Kinh bằng tiếng Việt sao? Anh chị em ơi, đúng lúc này, lắng nghe này, đúng lúc này tôi nghe được tiếng phán rằng, con trai, tại sao con nghi ngờ như vậy? Ta cho con không phải chỉ một cuốn mà 3.000 cuốn Thánh Kinh. Tôi hỏi, ở đâu? Hồi đó không có handy, không có điện thoại thông minh như bây giờ đâu. Nó có quyển sổ bằng giấy để viết địa chỉ đấy. Tôi dở quyển sổ đó ra, dừng lại một trang. Một người mục sư người Nga ghi cho tôi cái địa chỉ đó. Hôm sau tôi đến cái địa chỉ đó, nói mục sư Vasily Rumanyuk, hay cho tôi một quyển Thánh Kinh Tân Ước bằng tiếng Việt. Ông nói rằng làm gì chúng tôi có, chỉ có tiếng Nga và tiếng Anh thôi. Mà không, chú bảo đây coi, tìm hộ. Một cậu 17 tuổi tìm ở trong kho. Sau 15 phút gì đó, cậu mang tới 3 quyển Mộc Xanh Lá Cây mà tôi còn giữ lại đến ngày hôm nay. Tôi không tặng ai, muốn giữ nó để làm một kỷ vật và làm chứng cho mọi người biết. Đây, cậu cầm 3 quyển Mộc Xanh Lá Cây này, bây giờ bạn khó tìm loại này lắm. Tay trái của cậu cầm một quyển màu đen. Cậu nói rằng màu đen này là tiếng Nga, đây là tiếng Anh. Tôi thì đâu biết tiếng Anh đâu, chỉ biết là thank you với I love you thôi. Nhưng mà tự nhiên lúc đó tôi bảo là đưa tiếng Anh đây. Cậu đưa cho tôi một quyển, 3 quyển này, tôi cầm trong tay, đọc. Tôi bảo, à, đây là Thánh Kinh Tân Ước bằng tiếng Việt. Cậu bảo tiếng Việt à? Thì tôi tưởng tiếng Việt của các anh giống như cái đũa, xếp thế này chứ. Tôi bảo là tiếng Trung Quốc, còn chữ cái của tôi chữ cái Latin. Trong kho có bao nhiêu cuốn? Cậu nói rằng 3.000 cuốn. Tôi xuống dưới kho lấy mấy chục quyển cho vào cái túi ba tầng, hồi đó là cái túi mà hay sử dụng bên Nga. Tôi vác cái túi ba tầng mấy chục quyển đó để ra chợ phát. Bạn biết không, đi bộ từ cái nhà thờ đó ra cái bến tàu để đi tiếp, nước mắt vừa đi vừa khóc. Tôi nhìn lịch, đó là cuối tháng 7 năm 92. Trần Mạnh Hùng vừa đi vừa khóc và nói rằng Chúa ơi, bắt đầu từ bây giờ con không hỏi Ngài câu thứ ba nữa đâu. Bắt đầu từ lúc này, cuộc đời của con Hùng Trắng dâng trọn cho Ngài. Và bắt đầu từ bây giờ, con dâng miệng của con, dâng chân tay cuộc đời của con đi giao truyền tin lành cho tới ngày chết. Gửi thư về nói chuyện với bố rằng con sẽ không làm kỹ sư mỏ nữa. Bố hỏi thế mày làm nghề gì? Tôi nói rằng nghề truyền đạo. Ông bà tôi chưa bao giờ nghe cái nghề này là nghề truyền đạo, là làm cái nghề gì mà làm nghề truyền đạo. Tôi bảo nghề truyền đạo là nghề đi khắp thế gian, nói gì xu có và sống. Ông bảo câu chuyện cổ tích, nói 15 phút là xong việc gì cả đời. Họ đâu có biết cái nghề đó là nghề gì đâu, nhưng chỉ đơn giản là lời hứa, nếu Ngài trả lời con để con biết rằng Ngài là đấng sống,
thì Trần Mạnh Hùng này sẽ dâng hết cả cuộc đời của mình, giao truyền danh của Ngài cho tới ngày chết. Lần đầu tiên địa chỉ từ Việt Nam, lần thứ hai tiếng nói đó, biết bao nhiêu người nói rằng mày mơ, mày nghĩ nhiều, thì tự nhiên tiếng đó nó phát ra. Bạn ơi, kết quả tôi xuống nhận được đống thánh kinh đó, nhìn nó lù như vậy 3000 cuốn. Sự thật Chúa tuyệt vời như vậy đâu anh chị em. Biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống đi theo Ngài, không phải dễ đâu. Làm việc với con người khác với làm việc trong công ty lắm. Nhưng Chúa luôn bên cạnh, Ngài thêm sự khôn ngoan, thêm sức cho tôi. Câu Kinh Thánh mà bạn và tôi có thể cảm nhận được Chúa sống như tôi vậy. Chúa nói, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta, hãy mở cửa ta vào ăn tối với người. Tôi tin Chúa trở vào, tôi lừa Ngài, tôi định chỉ vì mẹ nuôi của tôi thôi. Nhưng Chúa không chấp cái con người thiển cận xấu xa của tôi. Ngài đã lựa chọn tôi cho một chương trình tuyệt vời. Mỗi lần nhìn vợ tôi, các con của tôi, mỗi lần nhìn thấy những anh chị em đang ngồi tại đây, tôi đội ơn Ngài lắm. Bởi vì nhiều thằng bạn của tôi đã bị bắn chết tại bên Nga rồi, khi mafia cướp giật và lừa đảo. Nhiều đứa đã xanh cỏ rồi, còn nhiều đứa thì gia đình ly dị, còn nhiều đứa đang nằm trong bệnh viện chờ chết. Bạn ơi, tôi không loại bỏ có những đứa thành công, có những đứa trở thành triệu phú hay tỷ phú, có những đứa trở thành là thứ trưởng hay bộ trưởng tại Việt Nam. Nhưng quan trọng ở chỗ cuộc đời của tôi ngày hôm nay đã sang một trang mới, bởi vì có một đấng có của lịch sử, đấng sống trong kinh nghiệm của tôi. Hallelujah. Khi ra khỏi giường bệnh, tôi thoát khỏi sự chết, tôi nói với hai đứa con trai của tôi, các con có yêu ba không? Chúng nó bảo yêu ba. Các con biết tại sao ba còn sống không? Chúng nó nói biết, bởi vì Chúa Giêsu đã chữa lành cho ba. Tôi nói với hai con của tôi rằng, như vậy các con phải yêu Chúa nhiều hơn yêu ba nhớ. Vì sẽ có một ngày ba không còn bên cạnh các con, nhưng đấng đã luôn bên cạnh ba sẽ luôn bên cạnh các con. Và ngày hôm nay, câu kinh thánh cuối cùng này, để bạn có thể kiểm nghiệm được điều mà tôi đã kiểm nghiệm, không phải chỉ lời nói suông mà còn cả sự tin quyết trong lòng của bạn. Câu chuyện của tôi đã kể, còn phần của bạn, bạn phải thử. Mọi người hiểu không? Bạn cần phải thử. Có một người chị em pha cho tôi cái ly chai nước chanh này để vừa giảng vừa uống. Nhà tôi đang khát. Rất là ngon. Anh Huy ơi, rất là ngon. Chị Thủy ơi, rất là ngon. Tôi đã cho mọi người biết rất là ngon rồi. Tôi đã uống cho mọi người nhìn thấy không phải là thuốc độc. Anh Huy, đừng suy xét nữa. Hãy thử mà xem. Anh thử uống đi. Ngon không? Đúng là nước chanh không? Ngon cực. Ngon cực. Bà thấy dễ không? Ngồi suy xét làm gì cho tới khi chai nước chanh bốc hơi khô mà bạn vẫn khát. Người khác đã hết khát, họ làm chứng cho bạn, thì việc của bạn ngày hôm nay, hãy vào một thứ 5 giây. Nó không mất nhiều thời gian của bạn. Đừng để cho cuộc sống ô tạp và vội vàng này khiến cho bạn cứ vội vàng chạy như ai đuổi đằng sau vậy, không có thưởng thức gì hết. Bữa cơm rất là đắt tiền mà miệng không thấy ngon. Nhà quá là đắt tiền và cái giường thật là mắc mà ngủ đâu thấy ngon đâu. Cô vợ đẹp hơn nhiều so với những người hàng xóm mà hạnh phúc thì chả thấy đâu. Câu trả lời, bởi vì chúng ta quá là vội vàng cho nên phạm nhiều luật. Vội vàng là hay phạm luật lắm anh chị em. Đừng vội, chớ vội, chớ vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Thùng thẳng như chúng anh đây, chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng. Mời đứng dậy cầu nguyện nào. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.